Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Một hôm Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được." Ông Phêrô lên tiếng thưa người: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ở bên Bắc Phi có một thổ dân, một bộ lạc, họ có một cách bắt khỉ như thế này. Đó là người ta đi kiếm những cái cây to, rồi người ta đục một lỗ, và cái lỗ đó khi mà chỉ có thể đưa cả bàn tay thẳng ra vào trong đó. Sau đó thì người ta bỏ những cái hạt đậu, đậu này đậu khác được nướng lên rất là thơm để mà thu hút đàn khỉ. Và khi con khỉ đánh hơi thấy mùi vị có thực phẩm ngon như vậy, nó sẽ đến các cây đó và nó thò tay vào trong các hố đó để mà nó cố lấy được bao nhiêu có thể những hạt đậu ở trong những cái hố đó. Và nó cứ ôm như vậy, nhưng rồi sau đó thì nó cố để mà kéo tay ra. Thì như chúng ta biết, người ta chỉ làm một cái đường rãnh vừa đủ để bàn tay có thể thọc vào, bàn tay để thẳng. Còn bây giờ nó đang nắm cả một rất là nhiều những hạt đậu thì nó không thể nào rút tay ra được. Và lúc đó nó cứ loay hoay mãi. Bởi vì sao? Bởi vì tay nó thì cứ nắm và không muốn bỏ ra. Chỉ đơn giản nếu nó bỏ tất cả những hạt đậu ra thì nó mới có thể rút tay ra khỏi cái lỗ đó được. Và lúc đó thì những người thợ săn đến bắt từng con một một cách dễ dàng. Cái câu chuyện đó đúng, nó vẫn xảy ra ở Bắc Phi khi người ta đi săn bắt khỉ, để nói với chúng ta một điều mà có lẽ điều mà Chúa Giêsu cũng đang muốn nói ở đây.
Chúng ta đã nói về sự bừng tỉnh khôn ngoan nghĩa là gì? Thưa, nghĩa rằng ở trong đời sống của mình, có những lúc chúng ta tưởng chừng như là mình có một sự thức tỉnh, mình được lay động, có thể do một biến cố, có thể do một con người hay là do một nguyên nhân nào đó, và rồi làm cho đời sống của chúng ta được biến đổi hẳn. Và sự biến đổi hẳn này làm cho chúng ta thấy đời sống Kitô hữu có ý nghĩa lớn lao. Thế nên có lẽ sự bừng tỉnh khôn ngoan đó đã từng xảy ra trong cuộc đời của các vị thánh. Đó là những vị trong một khoảng khắc nào đó, hay là một thời điểm nào trong đời sống của các vị nhận thấy rằng chỉ có Chúa là gia nghiệp duy nhất cho cuộc đời của các vị. Chỉ có con đường mà đi theo Chúa thì nó sự mới chính là sự khôn ngoan thực sự. Ta trở lại với bài đọc số 1 để ta thấy được rằng sự khôn ngoan đích thực đó là theo Kinh Thánh, đó là kính sợ Thiên Chúa. Ta nhớ lại câu chuyện của vua Salomon. Ông ta đã không xin Chúa vàng bạc châu báu hay là sống lâu vân vân. Và Chúa đã nói rằng, và ông ta chỉ xin Chúa sự khôn ngoan. Chúa đã nói rằng ông đã xin một điều đúng là tốt đẹp, và ông là một người khôn ngoan. Bởi vì sao? Bởi vì nếu ông có sự khôn ngoan thì rồi dần dà tay trắng ông vẫn có thể làm lên, và ông có thể có được nhiều vàng bạc châu báu, và ông có thể chăm sóc cho đời sống của mình cũng như là trong vương quốc của ông một cách tốt nhất. Thế nên Salomon đã chọn sự khôn ngoan khi Chúa đã ban thưởng cho ông. Rồi ở đây chúng ta nói rằng tôi quý sự khôn ngoan hơn cả sức khỏe sắc đẹp, hơn cả ánh sáng nó rực rỡ, đó là ánh quang của sự khôn ngoan. Để thấy được rằng đời sống của chúng ta khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa, là yêu mến Thiên Chúa, là đi theo Thiên Chúa. Còn trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa một hình ảnh, đó là có một anh thanh niên. Khi Chúa Giêsu lên đường thì một thanh niên đến quỳ trước mặt Chúa. Hẳn là anh ta có một thái độ thành khẩn, anh quỳ xuống để tỏ tấm lòng của anh đối với Chúa, và rồi tỏ cái sự ước muốn lớn lao của anh, đó là được sống, được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Sự sống đời đời ở đây đó là sự sống lại ở trong vương quốc của Thiên Chúa, chứ không phải là anh đã được sống mãi ở trong thế gian này. Rồi Đức Giêsu đã trả lời cho anh, đó là hãy về bán hết của cải anh có, phân phát cho người nghèo và đi theo tôi. Về nhà, ra khỏi căn nhà của mình đều đồng nghĩa như nhau. Rồi bán tất cả của cải anh có, rồi trở lại đây, rồi phân phát cho người nghèo, và rồi trở lại đi theo Chúa Giêsu. Bốn từ ngữ đó xem ra có thể tóm tắt về cuộc đời của một người môn đệ của Chúa Giêsu. Người đó trước tiên phải đi ra khỏi chính mình, đi ra khỏi nhà của mình, đi ra khỏi những chật hẹp, những oi bức, những nghèo nàn, những túng quẫn, những ích kỷ, và tất cả những gì làm cho con người ta không thể trở thành một con người tự do thực sự để trở thành người con cái Thiên Chúa. Rồi bán tất cả những gì mình có, khước từ những gì mình đang có, cho nó là không quan trọng, những của cải, những danh vọng hay là biết bao nhiêu những điều khác ở trong đời sống của mình. Và sự gắn bó, một khi ta gắn bó với điều gì là ta sẽ đặt cả đời sống của mình bị cái điều gắn bó đó chi phối. Nếu ta gắn bó với của cải thì hẳn của cải sẽ chi phối đời sống của ta. Nếu chúng ta chỉ quá lo lắng cho sức khỏe của mình thì rồi biết bao nhiêu những điều mà chúng ta gọi là chuẩn bị, những gì mà chúng ta gọi là làm cho đời sống của mình được khỏe mạnh sẽ quấy rầy mình. Thế nên gắn bó với điều gì thì hẳn là nó sẽ chi phối chúng ta. Và nếu nó chi phối mạnh mẽ quá, nó sẽ làm biến dạng cuộc đời của chúng ta. Ở đây Chúa Giêsu muốn chúng ta không gắn bó với của cải vật chất.
Các thánh tông đồ ở đây ngạc nhiên. Ngạc nhiên là bởi vì theo quan niệm của Kinh Thánh, của cải vật chất, sự giàu có là một ân sủng Chúa ban và Chúa thưởng cho những người trung thành với Chúa. Bây giờ Chúa Giêsu lại bảo anh ta bán hết những của cải vật chất đó đi, thì các thánh tông đồ sững sờ và ngạc nhiên là đúng. Rồi sau đó thì sao? Phân phát cho người nghèo. Đó là tấm lòng, đó là sự quảng đại được trải rộng ra. Đó là đời sống của mình không còn bị eo hẹp, bị thu gọn lại, nhưng mà mở lòng ra với tất cả mọi người, và nhất là những người nghèo. Thế nên một khi ta có mở cửa của nhà, ngôi nhà của mình, đi ra khỏi ngôi nhà của mình, không gắn bó với nó, và đến với những người chung quanh, những người nghèo khó, là ta đang có một cơ may để mà làm cho đời sống của ta trở nên phong phú hơn, giàu có hơn. Rồi cuối cùng trở lại mà đi theo Chúa Giêsu, tức là gắn bó đời sống của mình với Chúa Giêsu. Đó là tiến trình của người môn đệ, của tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu. Và rồi ta hiểu được cái phản ứng của người thanh niên này là anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Xong đó là những giáo huấn của Chúa Giêsu về những người mà đi theo Chúa Giêsu. Đó là những người sẽ được gấp trăm ở đời này và ở đời sau. Đó là những người mà Thiên Chúa với quyền năng của mình sẽ làm nên nhiều điều kỳ diệu. Bởi vì sao? Bởi vì không có gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Cho dù nó khó khăn mấy, nhưng mà đối với những người tin vào người, tin vào quyền năng và tình yêu của người, thì mọi chuyện đều có thể đối với Thiên Chúa. Thế nên hôm nay khi chúng ta được nghe lại điều này, để chúng ta có dịp xem lại đời sống của mình về một sự bừng tỉnh khôn ngoan. Có thể trong đời sống của ta, một biến cố, một con người, một điều gì đó làm cho chúng ta thấy được rằng chúng ta cần phải thay đổi đời sống, chúng ta cần phải gắn bó với Chúa Giêsu, bởi lẽ đó chính là lý tưởng của đời sống Kitô hữu chúng ta. Thế nên hôm nay khi chúng ta nói về sự bừng tỉnh khôn ngoan đó, để mà thấy được rằng Thiên Chúa đang kêu gọi mỗi người chúng ta gắn bó với người, đi theo người và trở nên người môn đệ. Chúa Giêsu nói: Thầy không gọi anh em là người tôi tớ, mà là những người bạn. Mà người bạn là có thể chia sẻ đời sống, lời bạn là có thể gắn bó được rồi. Là người bạn là có thể nhìn thấy ở nơi Chúa Giêsu một sự gần gũi, một sự thân tình. Và điều đó là điều làm cho đời sống của chúng ta được lớn lên, được dồi dào phong phú, và làm cho đời sống Kitô hữu của chúng ta ý thức được thế nào là của cải đích thực. Đó chính là nước trời và những gì mà thuộc về gọi là thánh ý của Thiên Chúa cho đời sống của mình. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những nỗ lực của chúng ta để mà đi ra khỏi căn nhà chật hẹp oi bức của lòng mình, để mà không gắn bó với những của cải vật chất chóng qua ở đời này, để mà có thể chia sẻ, mở rộng tấm lòng của mình đến với anh chị em mình, nhất là những người nghèo, và nhất cuối cùng để mà đi theo Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa Giêsu, và đó chính là lý tưởng của đời Kitô hữu chúng ta. Amen.